người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tại địa bàn Quảng Ninh đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong nhận thức của cả doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Nếu trước đây hàng Việt chỉ chiếm một phần nhỏ trong